Chào tất cả các bạn trở lại với trang công nghệ của PRD. Vâng, thưa các bạn, ngày hôm nay mình giới thiệu một dòng sản phẩm vô cùng đặc biệt. Có lẽ là đây là dòng sản phẩm mà dành cho các nhà siêu tầm, các bạn đam mê về công nghệ, đặc biệt là thương hiệu Dell Alienware. Đây là chiếc laptop mà được trang bị con chip PC đã ra mắt từ năm 2020. Đây là chiếc Dell Alienware Aria 51M các bạn ạ. Một dòng sản phẩm mà dành cho thương hiệu người ngoài hành tinh. Cái khu M51 thì các bạn là khu phi quân sự mà nó rất đặc biệt, mà được đồn rằng là được nghiên cứu những cái gì đó liên quan đến các vật thể ngoài không gian, người ngoài hành tinh. Chiếc máy này có trọng lượng tổng thể lên đến sấp xỉ 4kg các bạn ạ, mà cắm được cả hai cái sạc luôn. Nói chung là siêu to khổng lồ, màn hình 17.3 inch và thiết kế cực kỳ ấm hố. Và hiện trên thị trường thì chủ yếu là những dòng máy được trang bị chip laptop thôi. Còn con này thì tại thời điểm mới, Dell Alienware họ bán quá đắt, chính vì thế cũng chẳng thành công. Giá bán của phiên bản này lúc ra mà gần 100 củ, thì đâu phải là ai cũng có tiền để sở hữu. Mà nói thực sự các bạn, còn chiếc máy này thì mình mua được phân khúc giá rẻ. Nó được trang bị con chip là i7 97K. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu hình thức bên ngoài cũng như cấu hình để các bạn xem nhé. Thiết kế đậm chất Kiên Minh. Và chiếc máy này thì chủ máy cũ vẫn dán ni lông chống xước, bàn phím full size. Và led phím ở đây các bạn có thể nhìn thấy là led RGB. Logo này, cái này là cái phím bật nguồn. Nhưng mà các bạn đều điều chỉnh cái màu sắc của bàn phím cũng như tất cả những cái vùng mà được trang bị led này, anh em đều có thể điều chỉnh được. Màn hình 17.3 inch này. Cái lớp này nó phủ một cái lớp cao su chống bám vân tay các bạn nhé. Con chuột cũng rất rộng. Và con chuột này thì bây giờ thì vẫn có thể sáng được các bạn ạ. Ở đây thì mình đang chỉnh tắt nó đi. Còn các bạn muốn chỉnh cái này thì vào cái Command Center này. Đây các bạn này, Alienware Command Center nhé. Bây giờ mình sẽ thử bật con chuột để các bạn xem này. Đây, vùng này là con chuột này. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy nó sáng, buổi tối nhìn nó sẽ rất là đẹp này. Phím màu sắc ở đây, các khu vực thì các bạn có thể xem được hết. Đây là mình đang để led nhiều màu này. Đấy, cái này anh em hợp phong thủy màu nào thì anh em sẽ để nhé. Camera này, viền màn hình 17.3 inch. Bây giờ mình cho các bạn xem cấu hình nhé. Đây, các bạn sẽ thấy này, con chip mà cao cấp nhất trên phiên bản này nó là i9-9900K. Nhưng mà đây là con chip là 9700K này. Đây là con chip PC, RAM 32GB này. Vega được trang bị trên dòng máy này là RTX 2060, dung lượng là 6GB anh em nhé. Màn hình 60Hz là 1920x1080 này. Tỷ lệ bao phủ màu trên màn hình là 100% RGB này. Còn nhìn đằng sau nó hầm hố lắm. Cái phiên bản này mình đã từng bán phiên bản cao cấp nhất là RTX 2080. Đây anh em, cái này thì nó thực sự để mua chỉ để siêu tầm thôi. Còn nếu mà thực sự mà xách đi xách lại thì có lẽ là những người mà đủ sức khỏe và xách đi là vừa xách vừa tập thể thao, bởi vì nó rất là nặng luôn. Hốc tản nhiệt đằng sau này, logo sáng. Cái chi tiết này là lấy thiết kế từ dép tổ ong của Việt Nam đấy, các bạn nhìn thấy không? Rất nhiều dòng sản phẩm kể cả Apple giờ họ cũng lấy cái thiết kế kiểu dạng này. Tản nhiệt đưa hết đằng sau, và đây là hai cái cổng cắm sạc, công suất là hơn 300W này. Và thậm chí đây còn cắm cả thêm cổng eGPU để thêm cái cảm hình từ bên ngoài. Cổng LAN này, mini DisplayPort và HDMI để kết nối màn hình bên ngoài này. Đấy, đây hai quả sạc các bạn sẽ nhìn thấy siêu to khổng lồ luôn. Công suất của mỗi sạc là 180W, vị trí là 360W luôn các bạn ạ, khủng khiếp luôn. Logo này tối vẫn sáng là bình thường nhá. Và hốc tản nhiệt này các bạn này, hai cổng USB nữa này. Mình cầm hai tay này cũng rất lặng luôn. Hốc tản nhiệt lửa này các bạn này, USB Type-C, cổng USB và cổng phone của mic kết nối âm thanh tín hiệu cao này, công suất cao này. Còn bên dưới này các bạn sẽ nhìn thấy này, không khí sẽ được hút vào đây, đẩy khí nóng ra bốn cái hốc này, hai hốc loa này các bạn nhé. Phiên bản này thì trên thị trường nó có cả màu trắng và màu đen đấy các bạn ạ. Đây là màu đen thì màu này nó sạch sẽ, màu trắng thì nó đẹp, nhưng mà dùng một thời gian thì sẽ có màu cháo lòng, nhìn thì nó sẽ bớt sang cái máy hơn. Chất lượng ổ cứng của chiếc máy thì mình đánh giá mức bình thường thôi. Nó có tốc độ đọc lên khoảng sấp xỉ 1GB/s, và ở đây tốc độ ghi của nó chỉ hơn 500M thôi. Còn với em CPU máy bàn này thì nó sẽ hoạt động ở xung nhịp là 3.60 và có thể turbo boost lên 4.90. Nó có số lõi là 8 lõi 8 luồng các bạn ạ. Các bạn chú ý là khi chúng ta sử dụng máy phải cắm hai sạc thì mới sử dụng hết công suất của chiếc máy này. Đây các bạn thấy điểm số của nó là 1413. Với em Vega thì chúng ta sẽ có là RTX 2070. Vâng, thưa các bạn, thì với 8GB thì nó sẽ rất khỏe. Nó sẽ hỗ trợ các bạn đồ họa mô phỏng, đồ họa chi tiết, hay khi các bạn xử lý các thuật toán về hình ảnh sẽ tốt hơn rất nhiều. Đây các bạn thấy điểm số FPS của nó là 133,53 FPS nhé. Vâng, thưa các bạn, thì từ vừa nãy đến giờ thì thực tế thì mình đã test khoảng 3 phút. Các bạn thấy là FPS của chiếc máy này nhận được khoảng 126. Và nhiệt độ ở đây thì chúng ta sẽ thấy ở ngưỡng khoảng 74 độ. Và CPU ở ngưỡng khoảng 83 đến 87 độ.
Thực tế thì dòng máy Alienware chưa bao giờ mát các bạn ạ, kể cả những dòng mới mà mình đã từng test. Các bạn lưu ý nó vẫn chạy mức nhiệt độ như này nhưng không bị tụt xung nhá, vẫn rất ổn định. Nói chung là chạy lâu cũng sẽ chỉ ở ngưỡng khoảng 90 thôi, nó sẽ dừng. Đây các bạn chỉ thấy nó sẽ dừng này. Còn chế độ 2D thì các bạn sẽ nhìn thấy FPS của nó lại quá là kinh khủng khiếp luôn. Thì nó sẽ tụt, nhiệt độ nó sẽ mát xuống. Đấy. Chất lượng màn hình của máy thì mình đã nói vừa rồi và vừa nãy mình đã chấm điểm tỷ lệ bao phủ màu, các bạn thấy rất cao và độ sáng của màn hình sẽ đạt ở mức tối đa là 330 nits. Đây là màn hình Full HD có tần số quét 144Hz nhé. Đây góc nhìn của màn hình này. Và trên màn hình này nó có đáng chống lóa rồi. Các bạn có thể nhìn liên tục và làm việc lâu mà không sợ mỏi mắt. Và âm thanh của máy đây mọi người có thể nghe thấy là tương đối cao. Mình mở hết cỡ luôn nhé, hai cái loa này các bạn sẽ nhìn này. Ở đây. Đấy, các bạn có thể nghe thấy âm thanh không? Khá rõ. Nói chung thì các bạn dùng xem phim, nghe nhạc, giải trí, chơi game thì âm thanh của chiếc máy này rất là hay. Và tỷ lệ bao phủ màu cao sẽ hỗ trợ các bạn thiết kế design mà không bị sai màu nhá. Vâng thưa các bạn, 1, 2, 3. Một chiếc laptop trang bị chip PC nó dựng video như nào thì đây là kết quả này. Đối với nhà dựng phim thì CPU càng khỏe, Vega rời càng khỏe, nó hỗ trợ các bạn render, tính toán càng nhanh, rút ngắn thời gian các bạn dựng những bộ phim. Ở đây các bạn thấy là một đoạn video với dung lượng hơn 1 phút và rất nhiều hiệu ứng đây. Chuẩn 4K, chúng ta mất khoảng 24 giây các bạn ạ. Vâng thưa các bạn, đây là tựa game Red Dead các bạn ạ. Các bạn sẽ thấy là hiệu ứng Ray Tracing. Các bạn lưu ý là tựa game nó phải hỗ trợ thì mới có những cái hiệu ứng như này nhá. Đó là hiệu ứng về ánh sáng thực. Nhìn nó sẽ rất là thật. Các bạn thấy là đây là tựa game 3D mà nó thật như này. Đây là game offline các bạn ạ. Một chiếc máy có cấu hình rất mạnh mà FPS các bạn sẽ nhìn thấy nó chỉ 57-58. Đây nhiệt độ chơi game thì mình đã bảo các bạn rồi. Nó sẽ ở mức là 90 độ, hơn 90 độ cho CPU. GPU sẽ ở mức khoảng hơn 80 độ. Bởi vì bản thân mình đã test rất nhiều máy dòng này rồi. Đây là nhiệt độ không lý tưởng nhưng mà máy chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng ở mức nhiệt độ này nhé. Chạy thoải mái luôn. Với những tựa game lặng nhất, chuyên nghiệp nhất, các bạn cứ cài vào, vui chơi, giải trí những lúc rảnh. Với tỷ lệ bao phủ màu cao, tần số quét tốt, nó sẽ hỗ trợ cái khung hình chuyển động trên game cũng rất ok. Các bạn ơi, bên trong chiếc máy này thì có đến 3 chiếc ổ cứng. Nếu mà 3 chiếc ổ cứng các bạn lắp mà song song mà tối đa sẽ là 12T. Nhưng thực tế bên trong máy thì đang chạy 3 cái ổ 256GB. Hai cái chạy ở chế độ RAID có nghĩa là tự động sao lưu dữ liệu và một cái để mà dùng lưu trữ dữ liệu. Nếu mà trong trường hợp nếu mà ổ cứng chết thì nó sẽ tự động sao, nó sẽ an toàn các bạn nhá. Còn thực tế thì với cấu hình này để mà so sánh với những chiếc máy đời mới thì nó cũng chỉ là bình thường thôi. Có điều đặc biệt ở đây đó là thiết kế, đặc biệt ở đây đó là con CPU của PC. Và đặc biệt ở đây là cái những chiếc máy này, những người dùng ở Việt Nam nó thực sự cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay bởi vì lúc mới nó quá đắt. Còn với mức giá hơn 20 bây giờ thì một số cửa hàng đang bán con này khoảng 24 hoặc là 25, có những cửa hàng bán 27. Bởi vì quan trọng là nó ít máy. Còn mình công khai luôn trên video để cho anh em là 24 triệu với cái cấu hình option như này. Còn nếu mà những anh em thân thiết của cửa hàng thì có thể giảm thêm cho anh em 1 triệu để thoải mái mua về sưu tầm và trải nghiệm cũng như dùng để làm đồ họa chơi game. Còn với cấu hình này anh em hỏi là có làm được đồ họa ngon hay không thì thưa các bạn là tất cả những ứng dụng về phần mềm về đồ họa chơi game tất cả có trên thị trường năm 2024, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng trơn tru mượt mà, dựng video này, chơi game này, làm truyền thông này đều có thể ok. Và điều rất đặc biệt của chiếc máy gaming này có đến 4 slot cắm RAM, vị trí là nó sẽ nhận như 128GB RAM giống như các dòng sản phẩm máy chạm, còn thông thường gaming nó chỉ nhận là 64GB thôi. Đấy, nếu mà anh em sử dụng những phần mềm mà cần chạy liên tục, chạy deadline thì 128GB RAM hoàn toàn đủ để anh em có thể cày kéo thoải mái nhé. Và chiếc máy này mình bán ra vẫn bảo hành cho anh em là 1 năm cho phần cứng, chọn đời cho phần mềm, 3 tháng cho màn hình và pin. Vâng thưa các bạn, là chương trình trên tay và trải nghiệm chiếc Dell Alienware Aria 51M của mình xin đây là khép lại các bạn ạ. Và đây là bản R1 các bạn nhé, trên thị trường có bản R2. Và mình mong rằng là các bạn đồng hành và ủng hộ kênh công nghệ của TND bằng cách là đăng ký kênh. Nhớ là bấm chuông bên cạnh để cập nhật những video cũng như những dòng sản phẩm mới nhất tại shop nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.